Kìa con chó nó đi ra đường, xe đạp tông nó năn ba vòng. Xe cứu thương âm thầm đưa nó đi. Kìa con chó nó băng qua đường, xe đạp tông nó bay xuyên tường. Chủ nó không có tiền mua thuốc men. Chiều hôm ấy nó vô cái nồi, thêm xà tươi mắm tôm mẹ riềng. Ba bốn ông nhâm rượu lòng quặn đau.